Đây quay camera. Xin chào các bạn YouTube. Hôm nay là một buổi gà nướng. Việt Nam nghèo quá, ăn gà nướng nó không à. Ăn gà nướng buồn quá, nhà buồn quá, ăn gà nướng mưa mưa. Việt Nam đây, đây người đẹp không? Mưa gió. U50 đó. Ăn gà nướng. U50 nè. U Việt Nam đó. Bốn con đấy. Bốn con đấy. Ai tin không? Việt Nam tôi nè, nghèo cỡ đó đó. Nghèo cỡ đó mà ăn thịt gà là không mà. Các bạn ở Mỹ bằng không? Đây là gà ta đó. Gà ta đó. Gà nuôi vườn đó. Ghê chứ, một nồi cơm rồi chứ. Ghê chứ. Đó. Cho đà ấp chừng mới rồi chứ mà cười chết luôn. Đó, xong là tới măng cục. Một bánh mì. Đó. Đó. Quá trời đồ luôn. Ui trời ơi. Bữa cơm nghèo của Việt Nam đó. Việt Nam bị suy dinh dưỡng này thấy chưa? Rồi chị bờn cãi đó. Thấy chưa? À. Người nào người nấy ốm nhất thấy chưa? Ấy là đà chứ, ủa chứ hấp dẫn chứ. Ôi trời ơi, em sao? Có. Đó, là cá thế không? Chị đây U50 đây. Có không? Hát thì hát. Hát lên YouTube coi. Lên YouTube hát luôn chứ hả? Ghê. Ghê. Ngon ghê chứ. Chính ủa cho hấp dẫn chính quá. Ủa cho ai đâm muối nữa à? Đã chưa? Cái này ngon đấy. Cái này đẹp. Cái này đẹp. Đó bơn cục đi đó. Việt Nam ăn ăn thử ai? Cái cả ngon. Quay lên. Xin chào các bạn YouTube. Lâu quá rồi chưa lên video nào. Vừa nước vừa ăn quay lên đã lắm. Nữa luôn nè. Cười tuyệt tuyệt. Ảnh mới được quá rồi. Cô đã chưa có chồng thứ hai. Chị đi chồng đi bộ đội ở xa cũng đang cần chồng, có anh nào không cho biết cảm tưởng ra sao chồng đi chị. Chị có cần chồng nữa không? Đây là U17 hả? Nắm ngươi bên mày bà đào con câu mà em mà thở nói đi, nói cho mai mốt ông Sơn không? Ông Sơn ở bên đảo Trường Sa cũng ông nói qua tưng vlog. Tưng thì qua tưng vlog đấy chị. Đã không? Nhưng đã không? Các cháu ơi, đây là bà tưng vlog nữa. Đây là bà sẽ làm cái gà nướng không lo. Các cháu ơi, đây là bà tưng. Các cháu ơi, đây là bà tưng đây, đây là bà tưng trẻ đây. Đó. Bà tưng thứ hai. Bà tưng làm cái gì? Làm món chuẩn bị đi qua bên nữa, mà hồi nãy điện mà cười đã bùng lắm. Này các cháu ơi, các cháu có thể ăn thịt gà không? Cho biết cảm tưởng coi các cháu. Trời ơi, cười tươi như ho ghê, những bé nó cười dễ thương không? Thằng này bố địch rồi. Đâu rồi? Nướng thịt gà, ta ăn thịt gà con bên ăn. Bắt con gà mà nướng con gà mà nướng mất con gà. Em này 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 này. Cái đùi nó chín rồi đây, con nước cay quả được thì vậy là é nè. Cái đùi chín chín chín. Chín rồi đấy. Đó là gà thả vườn. Khuôn viên của miền thôn giả. Cho nó ăn khách. Ngồi chỗ họ đồ ăn cười. Trời ơi, ngồi vậy nó ngồi mấy lúc đó. Tự ngồi vậy nó mới cái tạo dáng. Anh cười bật ngửa nè. Cười bật ngửa nè. Cười tuê tét nè các bạn nè. Cười bật ngửa. Cười tuê tét. Đây là U50. Đấy, nướng cho thịt đó. Gái 5 con đó, 4 con chứ. Ôi giời ơi, gái 4 con. Chẳng phải 4 đâu. 5 con trong mồm con mắt nè. Trong mồm con mắt nè. À, ba con bia nữa. Trời ơi, nhậu có bia nữa hả? Có bia. Quay, quay bia lên. Rồi đem lên. Đem lên cho đủ u. Trời ơi, nó thơm phức. Đã không? Các bạn ăn miếng nào?
anh miếng nào nè, đây là cánh, đây là đùi, đây là mè. Ôi giời ơi, tim gan cập ruột. Mâu câu đó, mâu câu có luôn. Xin chào, cú trà. Ăn cực lắm, về mưa ăn này thôi. Mẹ ơi, mẹ bị về mà gà. Mẹ bị về mà gà. Bốt mà đặt Facebook rồi. Đó, trời ơi, mấy bà có đi nhậu ghê luôn. Đó, đó thấy chưa? Mưa gió khổ quá. Việt Nam mưa gió khổ quá. Ăn còn thịt gà không à. Ủa cái bánh bao đâu rồi? Ủa cái bánh bao không có thịt đâu, ăn còn cải à. Ăn bánh bao thì có còn cải à. Anh thích nhất là măng cục. Đây. Gu. Cái này gì? Chả hả? Chả. Chả cá. Trời ơi, chả cá luôn hả? Tên dễ quá. Cỡ lên. Chả cá Bình Định đây phải không? Đúng rồi. Chả cá ngon. Trời, đúng bài luôn. Đây là muối ớt. Chả cá muối ớt cấp dân ấy. Muối ớt, ớt xanh. Ủa chả cá thế sao chứ, chả muối gì sợ. Ngon không? Trời ơi. Số 1. Xin chào các bạn. Good. Good. Quảng không? Đó, đó, người lên. Vô. Ủa mẹ anh quay về quay lên tôi bây hả? Vô. Good morning. Vô. Đây em bé cũng vô hả? Em bé cười luôn. Vô. Em bé cũng thích nhậu luôn. Vô. Một cái ba vô. Đây xin chào các bạn. Mưa gió khổ quá. Ăn đồ nổi đây. Mà mưa gió khổ. Việt Nam nghèo quá. Chọc hết. Bên chọc thấy chưa? Bên chọc. Tăng Thái. Tăng Thái ở Việt Nam không? Cái này cười đẹp nha. Nhà cái này cười đẹp mà. Không, em chỉ thích cái này này. Có tiền mà đừng lát nữa. Cháu ơi, hôm nay bà sẽ nướng con gà khổng lồ. Cháu lại đây. Nướng con gà mà ăn con gà nói đây. Bên chột thấy bà Tăng không? Bà Tăng làm con gà khổng lồ không? Bên chột. Ủa mẹ, đúng là bên chột. Bên chột là bên chột. Ủa má, cái thằng bên chột là ngứa gan. Một bì rùi. Bên chột có Tăng Thái, mày thấy không? Mày thấy Việt Nam tao không mày? Mày thấy Việt Nam tao không? Đủ mẹ Trung Quốc ở đâu đây? Trung Quốc em mệt cha rồi với Trung Quốc. Đủ mẹ mày thấy cái Trung Quốc không? Thằng chột kia. Thằng Thái. Thằng Ben. Một bầy rùi đi. Tụi bay là chỉ một bầy rùi đi tìm được cái cầu tiêu thôi. Mày thấy Việt Nam tao thanh bình không? Mày thấy mà buổi chiều của Việt Nam tao không? Buổi chiều Việt Nam của tao mày thấy ăn nghèo hay không? Tụi mày ở bên đó. Tụi mày chọc mày có mua cái này bao nhiêu tiền là chọc? Mày biết măng cục ở này là nhiêu không? Có 25.000 ký thôi. Nha, ra mà chợ mua 35.000 là mất tối đa. Ở đây mày biết bao nhiêu đô la không mày? Ủa mày chọc. Chọc bao que, đồ bao que sao lá. Người ta cũng bao que mà tao qua que Phúc Đức chứ đâu mà. Mà quê như tụi mày, đủ mẹ tiểu nhân hèn mọn. Đủ mẹ mấy cái thằng đủ cậu bao quê sợ lắm. Ôi cha tôi, nó bỏ vô tôi rồi. Có thằng cậu mà cũng mẹ thôi. Thế em bé không? Em bé Việt Nam không? Tụi bây qua thằng bé này nó ho, tụi bây đủ chết rồi chứ có đâu. Tụi mẹ. Mày thấy thánh giống của tao không? Mà nó ho mày cái là đủ mẹ mày đuôi con thêm con mắt rồi. Mày thúi luôn con mắt bên phải. Đúng rồi đó. Mày hai con rồi, mày đuôi con rồi. Tao mày đi kết, mày thúi luôn con mắt con rồi. Mày nói chi. Rồi xin chào các bạn nha, xin hẹn video sau. Bye bye, lời chào thân ái. Địt mẹ ăn chột im nha, ăn chột. Ăn bên chột, đụ má mày, mày nói rõ là nó đuôi mà con mắt rõ là đụ mày hết kiếp mày luôn á.
thì cái rượu mình nó chuột không còn con nào luôn, chuột thì trên xuống dưới luôn.